Chào bạn, đây là một video đáng lưu ý. Một sinh viên đang đi trên đường thì đột nhiên có kẻ bám theo phía sau. Sau đó, cô gái biến mất một cách bí ẩn ngay trên đường. Sau rất nhiều năm và nhiều vụ án đã xảy ra, cảnh sát mới có thể bắt được hung thủ và phát hiện sự thật vô cùng bất ngờ. Chào mừng bạn đến với Charlottesville, Virginia, thành phố nhỏ nằm ở miền Trung Hoa Kỳ với nhiều nét đẹp hấp dẫn. Nếu bạn đến đây, hãy nhớ ghé qua bảo tàng lịch sử Mỹ từ chiến tranh thế giới thứ hai, rồi có vườn nho Barbourville với rất nhiều các loại nho, chợ nổi và vườn thực vật với hơn 8.000 loài cây. Tại đây có cô gái Morgan Dana Harrington, 20 tuổi, sinh ra tại Charlottesville, Virginia. Cô là người tài năng và thông minh, yêu nghệ thuật và âm nhạc và có ước mơ trở thành một giáo viên. Với thành tích đáng nể tại trường trung học, cô được nhận vào Virginia Tech học chuyên ngành giáo dục. Morgan được miêu tả là một người thích ở nhà, và mặc dù là một sinh viên đại học, nhưng cô luôn dành thời gian gặp gỡ gia đình mỗi tuần và nói chuyện với cha mẹ mỗi ngày qua điện thoại. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2009, Morgan cùng 3 người bạn lái xe đến Đại học Virginia để xem buổi hòa nhạc của ban nhạc Metallica mà cô rất yêu thích. Morgan đã phải chờ đợi suốt 6 tháng để thưởng thức buổi biểu diễn với vé được mua sẵn cho cô. Khi buổi hòa nhạc chuẩn bị bắt đầu vào lúc 8 giờ 48 phút tối đó, khi Metallica sắp lên sân khấu, các bạn của Morgan tá hỏa khi không thấy Morgan đâu. Họ liền gọi điện hỏi xem cô đang ở đâu. Morgan nói rằng vì đông quá, cô không chen được nên đang ở ngoài và đang đóng cửa vào sân vận động. Tuy nhiên, cô nói với bạn bè rằng cô sẽ tìm cách về nhà và họ không cần phải lo lắng. Thế nhưng Morgan đã để lại tiền mặt và chìa khóa trên xe với nhóm bạn của cô. Sau đó, vào khoảng sau 9 giờ tối, cô được phát hiện ở bãi đỗ xe phía tây của hội trường đại học và sau đó lại xuất hiện tại bãi đỗ xe Lanigan Track. Nhiều người đã chứng kiến cô vào khoảng 9 giờ 30 phút tối cùng lúc đi bộ trên cây cầu Copley đang vẫy tay đi nhờ xe. Các nhân chứng cho biết Morgan dường như đang rất bối rối. Thế nhưng đó cũng là những hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy, bởi cho tới ngày hôm sau, không ai nhìn thấy hoặc liên lạc được với cô ấy nữa. Ngày hôm sau, kế hoạch gặp cha mẹ hàng tuần để học toán của cô đã tới, nhưng cô không xuất hiện và không trả lời bất kỳ tin nhắn hoặc cuộc gọi nào. Cha mẹ của cô liên lạc với nhóm bạn mà Morgan đi cùng đêm hôm trước và họ phát hiện ra rằng cô đã bị tách ra và không ai biết Morgan đang ở đâu. Vào sáng ngày hôm sau, khoảng 7 giờ, một vận động viên lacrosse đã tìm thấy chiếc ví của Morgan. Ví chứa thẻ sinh viên, giấy phép lái xe, thẻ ghi nợ và bình rượu. Nơi chiếc ví được tìm thấy thường là nơi tài xế taxi sử dụng để đợi khách. Ngay sau đó, điện thoại di động của cô cũng được tìm thấy và cục pin thì bị long ra ngoài. Bạn bè của Morgan từ buổi hòa nhạc bị chỉ trích vì những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng cha mẹ của cô đã lên tiếng bảo vệ cho bạn bè của con gái. Bà Jill là mẹ của Morgan nói rằng họ không phải chịu trách nhiệm và không ai muốn điều này xảy ra. Chúng ta không tìm kiếm tội phạm, chúng ta đang tìm kiếm Morgan. Hơn 1.600 người đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm cô gái. 3 tuần sau, có một sinh viên trở về từ lớp tình cờ phát hiện một chiếc áo đầy máu bị vứt bỏ trong bụi cây trước căn hộ của anh ta. Căn hộ này cách sân vận động không xa và anh ta đã báo cáo với cảnh sát về phát hiện này. Jill và Dan Harrington không thể ngủ yên khi đang tìm kiếm con gái Morgan. Trước khi cô bé rời đi, cô ấy đã nói với cha. Cha, chiều mai hãy ở nhà, vì khi về con cần sự giúp đỡ của cha để ôn tập môn toán đấy. Thế nhưng ông không biết rằng đó lại là điều cuối cùng cô bé nói trước khi ra đi. Nỗi lo lắng của tất cả đã trở thành sự thật vào ngày 26 tháng 1 năm 2010. Một nông dân đi ngang qua khu đất rộng 700 mẫu Anh và phát hiện những mảnh vụn được cho là của một con vật. Khi anh ta tiếp cận gần hơn, anh ta mới nhận ra đó là một hộp sọ người nằm trên mặt đất. Không quần áo, giày dép hay trang sức nào gần đó. Và người nông dân cho biết cảm giác sâu thẳm của anh ta biết đó là xác một cô gái trẻ 20 tuổi. Tôi nhìn xuống và thấy như một hộp sọ người và tôi nghĩ ngay đến Morgan Harrington. Nông trại này cách địa điểm diễn ra sự kiện hôm đó khoảng 16 km và cách xa đường chính tới 1,6 km. Và người nông dân đã đúng khi bác sĩ pháp y xác định đó là thi thể của Morgan. Dan Harrington, cha của Morgan, biết về việc này có một phóng viên đã gọi điện. Cả nhà gần như suy sụp và đau thương tràn ngập. Do sự phân hủy nên họ không thể xác định được thời gian và nguyên nhân cái chết. Kết luận giám định xác định nguyên nhân cái chết của Morgan là do bạo lực tội ác chưa rõ nguồn gốc.
xương của cô bé đã bị vỡ nát. Bố mẹ Morgan nói rằng họ tin rằng con gái của họ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Một vài tháng sau đó, chiếc áo được tìm thấy bên ngoài tòa nhà căn hộ được xác nhận là chiếc áo mà Morgan đã mặc vào đêm cuối cùng mà cô được nhìn thấy. Không bao lâu sau đó, cảnh sát đã đưa tin về một bước tiến lớn trong vụ án. Họ đã phục hồi được chứng cứ ADN từ chiếc áo của nạn nhân và phát hiện nó trùng khớp với ADN của một vụ án đã bị quên lãng vào năm 2005. Vậy là cách đây 5 năm trước khi Morgan bị sát hại, một người phụ nữ tên RG sống tại Fairfax đã báo cáo với cảnh sát khi cô bị tấn công dã man và tấn công tình dục. Cụ thể vào ngày 24 tháng 9 năm 2005, khi RG vừa trở về từ cửa hàng tạp hóa địa phương lúc khoảng 8 giờ 30 phút tối, cô bị một kẻ lạ từ phía sau tấn công và kéo cô đến một mảnh đất đầy cỏ tại cuối khu phố. Kẻ xấu đập đầu cô vào đất và đánh cô. Tiếp đó, hắn bắt đầu bóp cổ và tấn công tình dục. Cô la hét cầu cứu, nhưng hắn cảnh báo rằng nếu cô la thêm một lần nữa thì hắn sẽ giết cô. Hắn bảo cô làm theo ý muốn, sau đó hắn sẽ thả cô đi. Tiếp đó cô không nhớ gì thêm nữa. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy ánh đèn pha của một chiếc xe. Kẻ xấu đã bỏ chạy, để cô nằm trên mặt đất. Một người đàn ông từ chiếc xe đã chạy tới giúp cô và sau đó cố gắng tìm kẻ tấn công nhưng không thành. Sau vụ tấn công, Aji hoàn thành một bộ kit xét nghiệm hiếp dâm. Dù cô đã tìm thấy dấu vết ADN dưới móng tay, nhưng nó lại không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Cô sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của mình nên đã quyết định trở về quê hương ở Ấn Độ. Thật tiếc, vụ án của cô trở thành một trong những vụ án bất lực không thể tìm ra hung thủ. Sau khi liên kết được chứng cứ ADN được tìm thấy trên áo phông của Morgan và dưới móng tay của AG, cảnh sát đã có thể phác họa một bức tranh về người đàn ông đứng sau cả hai vụ tấn công này. Cô ấy mô tả kẻ tấn công mình là một nam giới người Mỹ gốc Phi từ 25 đến 35 tuổi, cao từ 5,9, có râu và ria mép. Lúc này, James Hetfield, thành viên của ban nhạc Metallica, đã phát hành một video kêu gọi mọi người cung cấp thêm thông tin. Xin chào, tôi là James của ban nhạc Metallica. Chúng tôi đề nghị một mức thưởng lên đến 50.000 đô la để giúp bắt được kẻ sát nhân của vụ án Morgan Harrington. Từ đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện được những bằng chứng mới liên kết với tên giết người và vụ tấn công tương tự ở Virginia. Nếu bạn đã nhìn thấy người trong bức tranh phác họa hoặc có bất kỳ thông tin nào về vụ án này hoặc bất kỳ vụ án nào khác, hãy vui lòng liên hệ với cảnh sát địa phương hoặc cung cấp thông tin của bạn trực tuyến. Mức thưởng lên đến 150.000 đô la Mỹ sẽ được cung cấp cho bạn, trong đó có cả tiền 50.000 đô từ ban nhạc Metallica. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó vụ án vẫn im lặng. Trong khi cảnh sát chưa tìm được hung thủ thì vài năm sau lại xuất hiện thêm một vụ án mạng khác khiến dân tình xôn xao. Cô gái tên là Hannah Graham, một sinh viên năm 2 Đại học Virginia, sinh ra tại Reading, nước Anh vào năm 1996 và chuyển đến Virginia với gia đình khi mới 5 tuổi. Hannah Elizabeth Graham, một nữ sinh tài năng và là vận động viên xuất sắc. Vào đêm 12 tháng 9 năm 2014, cô tham gia hai bữa tiệc trước khi cùng bạn bè tới một bữa tiệc khác vào khoảng 11 giờ tối. Tuy nhiên, Hannah không ở lại lâu và cho biết cô muốn về. Theo một số nguồn tin, cô đã uống rất nhiều rượu. Mặc dù có người bạn đề nghị đưa cô về nhà, nhưng cô từ chối và tự đi bộ rời khỏi bữa tiệc lúc khoảng 1 giờ 20 phút sáng. Hannah sau đó gửi tin nhắn cho một người bạn, cho biết cô lạc đường, nhưng có vẻ cô bạn đang tiệc tùng nên không để ý. Và sau đó không ai nghe tin tức gì từ cô nữa. Vào ngày hôm sau, khi cô không xuất hiện như đã hẹn, bạn bè rất lo lắng và liên lạc với gia đình. Sau đó, gia đình Hannah báo cho cảnh sát về việc mất tích của cô. Sự liên kết của vụ án Morgan Harrington đã được phát hiện nhanh chóng và sự lo lắng trong cộng đồng thì ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm Hannah Graham trở thành tin nóng hàng đầu truyền hình. Kênh CBS 6 đã thông báo rằng cảnh sát Charlottesville đang dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm cô. Hannah có chiều cao khoảng 1m8, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt xanh, mái tóc nâu sáng và nhiều tà nhang. Gia đình và bạn bè cô rất lo lắng và mong muốn có tin tức về cô. Rất may cho cảnh sát là tại đó có nhiều camera an ninh và họ đã nhanh chóng phối hợp với các hình ảnh để tìm ra những nơi cuối cùng mà Hannah có mặt vào sáng sớm. Lúc 12 giờ 45 phút sáng, cô gái được quan sát đang đi bộ một mình qua quán rượu McGrady's. Chỉ 10 phút sau, Hannah lại được phát hiện chạy qua trạm xăng Shell
Vào lúc 1 giờ 6 phút chiều, Hannah được camera ghi lại khi đang ở San Pisa trên đường East Main. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đang đi theo Hannah. Người này sau đó cho biết anh ta theo dõi cô bé vì thấy cô đang bối rối và anh ta muốn giúp đỡ để cô thấy an toàn hơn. Người đàn ông này ban đầu đứng ở phía bên kia trung tâm thương mại, sau đó qua đường bắt đầu đi theo Hannah. Một nhân chứng cho biết người này không hề thân thiện và đã ôm Hannah rồi đưa cô đến quán bar Temple để mua cho cô một ly để uống. Rồi người đàn ông này được nhìn thấy đứng bên cạnh một chiếc xe màu cam với Hannah. Cô bé đã lớn tiếng nói, tôi không lên xe với anh. Và sau đó, vào lúc 1 giờ 20 phút chiều, cô gửi tin nhắn cho một người bạn nói rằng cô bị lạc. Người đàn ông trong video đã được tuyên bố là người có liên quan đến vụ án của Hannah. Ngày 20 tháng 9 năm 2014, bà Jill Harrington, mẹ của Morgan Harrington, đã đến thăm gia đình Graham để cung cấp thông tin và hỗ trợ cho Hannah. Bà Jill, người sáng lập tổ chức Health Save the Next Girl, đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng kể từ khi Morgan bị sát hại, có quá nhiều phụ nữ trẻ từ khu vực của họ hoặc từ tiểu bang Virginia đã biến mất hoặc bị giết. Điều đó khiến bà cảm thấy đau đớn và đồng cảm với gia đình Graham khi họ phải trải qua nỗi đau tương tự. Bà hy vọng cộng đồng có thể đoàn kết với nhau, cung cấp thêm thông tin và giúp gia đình Graham tìm được sự thật để có thể có kết thúc tốt đẹp. Cuối cùng, người đàn ông xuất hiện trong đoạn video được xác định là Jesse Matthew, một trợ lý chăm sóc bệnh nhân 32 tuổi và cũng là tài xế công nghệ. Jesse Matthew đã thu hút sự chú ý của cảnh sát khi lẩn trốn trong các quán bar và tiếp cận các phụ nữ một cách không đúng mực. Ngày 21 tháng 9 năm 2014, cảnh sát đã tìm kiếm căn nhà của Jesse và thu giữ một số đồ vật để kiểm tra. Cùng ngày, Jesse đến trạm cảnh sát ở Charlottesville và nói chuyện ngắn gọn với cảnh sát trước khi yêu cầu được gặp luật sư. Sau khi được thả tự do, Jesse lái xe với tốc độ rất cao để tránh khỏi trạm cảnh sát, khiến cảnh sát buộc phải phát lệnh bắt giữ và tống anh ta ra tòa. Trong khi đó, hàng trăm tình nguyện viên đã giúp gia đình Hannah và cảnh sát tìm kiếm cô. Trưởng cảnh sát Charlottesville là ông Timothy Lango cho biết, ông tin rằng Hannah có thể đang ở Charlottesville hoặc một trong 9 hạt lân cận và đã yêu cầu các chủ lớn tìm kiếm cô trên đất của họ. Ngày 22 tháng 9, căn hộ của Jesse được tìm kiếm lại và một số đồ vật và quần áo được thu giữ để kiểm tra. Một ngày sau, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội Jesse Matthew tội bắt cóc với ý định xâm hại tình dục, tương đương với tội bắt cóc với mục đích tấn công tình dục ở Virginia. Tuy nhiên, Jesse đã rút hết tiền từ tài khoản ngân hàng của mình và đang lẩn trốn. Sau vài ngày sống trong một khu cắm trại trên bãi biển ở Texas, cách đó 1.300 dặm, anh ta bị bắt. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2014, một liên kết pháp y được tạo ra. Các bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra về Morgan Harrington được kết nối với Jesse Matthew. ADN của cô cũng được tìm thấy trong xe của Jesse. Bộ máy pháp y cuối cùng đã tìm thấy kẻ phạm tội gần một thập kỷ gây ra những tội ác kinh hoàng. Jesse, khi còn là một sinh viên, đã bị buộc tội hai lần về tấn công tình dục tại hai trường đại học mà anh ta theo học. Mỗi vụ việc xảy ra trong vòng 11 tháng và anh ta rời khỏi mỗi trường ngay sau khi bị buộc tội. Mặc dù cảnh sát đã điều tra báo cáo này, tuy nhiên không có vụ án hình sự nào được đưa ra để chống lại anh ta. Đã 35 ngày, tương đương với 5 tuần kể từ khi Hannah Graham, nữ sinh 18 tuổi của Đại học Virginia, biến mất khỏi phố đi bộ trung tâm thành phố. Hàng ngàn giờ với hàng trăm cảnh sát và tình nguyện viên đang nỗ lực tìm kiếm Hannah. Buổi trưa, một đội tìm kiếm từ Cục Cảnh sát quận Chatterfield đã tới một khu nhà bị bỏ hoang dọc theo đường Old Lynchburg ở phía nam quận Albemarle và phát hiện những bộ phận của con người. Khi bác sĩ pháp y làm việc, họ đã xác định đây là thi thể còn lại của Hannah Graham. Chính xác là cô bị giết hại, nguyên nhân thì chưa xác định. Thi thể Hannah được tìm thấy chỉ cách đó 5 dặm từ nơi Morgan Harrington cũng bị phát hiện. Hai ngày sau đó, Jesse bị truy tố về tội giết người, tấn công tình dục và bắt cóc với ý định xấu trong vụ án AG năm 2005. Ngay trước phiên tòa xét xử vụ án của AG bắt đầu, Jesse bị cáo buộc thêm về tội giết người cấp độ cao nhất trong vụ án Hannah Graham. Tội danh này sau đó được nâng lên thành tội giết người cực đoan, có thể bị áp dụng tử hình. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2015, Jesse đã đồng ý phạm tội vụ án AG năm 2005 và rồi bị kết án tất cả các tội danh. 3 tháng sau, Jesse cũng bị buộc tội chính thức về tội giết người cấp độ cao nhất và bắt cóc với ý định xấu trong vụ Morgan Harrington.
cảnh sát tin rằng đêm mà Morgan bị bắt cóc, Jesse có thể đã lừa cô vào chiếc taxi của anh ta khi cô đang tìm cách về nhà. Vào tháng 10 năm 2015, tức là sau 10 năm phạm tội, khi phiên tòa AG kết thúc, Jesse bị kết án 3 án chung thân. Các công tố viên cho biết Jesse Matthew đồng ý thú nhận tội giết Hannah Graham và Morgan Harrington để tránh bị án tử hình. Nếu anh ta bị kết án trong vụ án của Graham, công tố viên sẽ yêu cầu án tử. Tuy nhiên, hai vụ án của Morgan và Hannah sẽ không được đưa ra xét xử. Vào tháng 3 năm 2016, Jesse đạt thỏa thuận thú nhận tội giết cả hai nạn nhân cùng với hai tội bắt cóc với định xâm hại. Điều này có nghĩa là anh ta tránh được án tử nhưng nhận tổng cộng 4 án chung thân. Cả hai gia đình đều cho biết họ ủng hộ thỏa thuận và rất biết ơn vì không phải chịu đựng một cuộc phiên tòa đau đớn. Cuối cùng, sau hơn 10 năm phạm tội và lẩn trốn, Jesse Matthew đã nhận tổng cộng 7 án chung thân và không bao giờ được ân xá. Vào tháng 5 năm 2019, Jesse được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 4. Anh ta được chuyển đến một nhà tù khác để điều trị cho đến tận ngày nay. Cha của Hannah, ông John Graham cho biết những đóng góp của con gái để bắt được tên sát nhân này đã đánh đổi với một cái giá quá đắt và cuộc đời của cô phải dừng lại quá sớm. Và đó là vụ án của hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì? Bạn thấy án phạt cho tên sát nhân này có phù hợp hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới chúng ta cùng thảo luận nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh giúp chúng mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.